Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình thời sự buổi 19 giờ 45 phút thứ tư ngày 31 tháng 8 năm 2022 của Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận. Chương trình thời sự tối nay có những nội dung chính sau đây. Lễ công bố quyết định chính thức vận hành cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh. Ủy ban nhân dân tỉnh họp nghe báo cáo công tác chuẩn bị sự kiện Ngày Văn hóa Du lịch Ninh Thuận tại Hà Nội năm 2022. Huyện Bắc Ái sẵn sàng cho năm học mới. Cần tổng kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy trong người dân và một số nội dung đáng chú ý khác. Bây giờ là nội dung chi tiết. Chiều nay, Văn phòng Tỉnh ủy phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức lễ công bố quyết định chính thức vận hành cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh. Tham dự có đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh. Đồng chí Lâm Đông, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy. Đồng chí Trần Minh Nam, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Đồng chí Nguyễn Long Biên, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tại lễ công bố, đồng chí Trần Minh Nam, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đã báo cáo tóm tắt quá trình xây dựng, vận hành thử nghiệm và giới thiệu cơ bản nội dung và giao diện cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh, website Tỉnh ủy. Theo đó, cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh có địa chỉ truy cập https://ninhthuan.dcs.vn. Trên cổng chính website Tỉnh ủy đã đăng phần khái quát chung về quá trình hình thành và phát triển tỉnh Ninh Thuận, Đại hội Đảng bộ tỉnh qua các thời kỳ, danh sách ủy viên Ban chấp hành, Ban thường vụ các khóa, danh sách Ban thường vụ Tỉnh ủy khóa 14, nhiệm kỳ 2020-2025, lịch sử Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận từ năm 1930 đến năm 2022, đăng tải các bài viết trên các chuyên mục như tin tức sự kiện, các văn bản của Đảng, trao đổi học tập, văn kiện tư liệu. Về các cổng thành phần, đã có 18 trên 24 cơ quan đơn vị đăng phần giới thiệu về lãnh đạo và cơ cấu tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ cơ quan. Tiếp đó, đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã công bố quyết định số 882 ngày 18 tháng 8 năm 2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chính thức vận hành cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh từ ngày 2 tháng 9 năm 2022. Quyết định kiện toàn Ban biên tập, Tổ thư ký website Tỉnh ủy, đồng thời ra mắt Ban biên tập và Tổ thư ký website Tỉnh ủy. Phát biểu tại lễ công bố, đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, để cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh đảm bảo đúng mục đích, định hướng, góp phần quan trọng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ của tổ chức Đảng và cả hệ thống chính trị trong tỉnh, đề nghị Ban chỉ đạo và Ban biên tập có cơ chế phối hợp nắm bắt nhu cầu nguyện vọng của người dân để kịp thời đổi mới, bổ sung, hoàn thiện cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh. Ban biên tập rà soát bổ sung thêm các nội dung còn thiếu, trong đó chú ý nội dung tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, các thông tin về phát triển kinh tế đảm bảo phong phú, có tính bao quát chiều sâu về nội dung. Đối với các cơ quan đơn vị có cổng thành phần, cần chú trọng cập nhật tin bài cho cổng thành phần để bảo đảm sự đồng bộ nhất quán trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền, thực hiện nhiệm vụ chính trị chung toàn tỉnh. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị cấp ủy và chính quyền các cấp tập trung chỉ đạo quán triệt, phổ biến đường dẫn website của Tỉnh ủy trên các kênh thông tin để cán bộ đảng viên, công chức, viên chức, người lao động cùng với quần chúng nhân dân biết để truy cập, nắm thông tin, khai thác tư liệu trên website. Tiếp đó, đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh đã bấm nút khai trương, chính thức vận hành cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh. Sáng nay, đồng chí Nguyễn Long Biên, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, chủ trì cuộc họp nghe báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức sự kiện Ngày Văn hóa Du lịch Ninh Thuận tại Hà Nội và Hội nghị xúc tiến quảng bá du lịch Ninh Thuận tại Hà Nội năm 2022. Theo kế hoạch, Ngày Văn hóa Du lịch Ninh Thuận tại Hà Nội và Hội nghị xúc tiến quảng bá du lịch Ninh Thuận tại Hà Nội năm 2022 sẽ được tổ chức từ ngày 30 tháng 9 đến ngày 2 tháng 10 năm 2022 tại Hà Nội với các hoạt động như trưng bày, giới thiệu sản phẩm nghề thủ công truyền thống, trình diễn nghệ thuật làm gốm Bảo Trúc, dệt thổ cẩm mỹ nghiệp, các món ẩm thực đặc trưng được chế biến từ thịt dê cừu, sản phẩm nông sản đặc thù như nho, táo, tỏi, mang tây, trình diễn giới thiệu văn hóa nghệ thuật, âm nhạc truyền thống tiêu biểu của các dân tộc thiểu số tỉnh Ninh Thuận, giới thiệu quảng bá các sản phẩm, địa điểm, dự án du lịch trọng điểm của tỉnh.
Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Long Biên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nêu rõ, Ngày Văn hóa Du lịch Ninh Thuận tại Hà Nội và Hội nghị xúc tiến quảng bá du lịch Ninh Thuận tại Hà Nội năm 2022 là sự kiện quan trọng để quảng bá, giới thiệu đến du khách về nét đẹp văn hóa, các sản phẩm đặc thù, góp phần phát triển du lịch tỉnh nhà. Đồng chí đề nghị Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với các sở ngành đơn vị liên quan chuẩn bị chu đáo công tác tổ chức, tận dụng tốt khu vực trưng bày, giới thiệu sản phẩm để bố trí nhiều gian hàng, giới thiệu phong phú đến du khách về các sản phẩm du lịch, sản phẩm nông nghiệp đặc thù của tỉnh, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá về tổ chức sự kiện trên hệ thống thông tin đại chúng, mạng xã hội. Nội dung các chương trình tổ chức tại sự kiện phải thiết thực, cụ thể, bám sát đặc điểm, thế mạnh của tỉnh, tạo sức hút và sự liên kết với các địa phương, thúc đẩy du lịch phát triển trong thời gian tới. Chương trình thời sự tiếp tục với những nội dung quan trọng khác. Chiều nay, đồng chí Nguyễn Long Biên, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đến kiểm tra về công tác chuẩn bị năm học mới 2022-2023 tại trường Trung học Phổ thông Nguyễn Trãi ở thành phố Phan Rang Tháp Chàm. Theo báo cáo của Ban giám hiệu nhà trường, năm học mới 2022-2023, trường Trung học Phổ thông Nguyễn Trãi có 108 cán bộ giáo viên, nhân viên, đảm bảo công tác giảng dạy cho 1.800 học sinh của 44 lớp. Trong đó, khối 10 có 615 học sinh đã được tư vấn đăng ký lựa chọn phương án học tập và xếp lớp phù hợp. Cơ sở vật chất của trường được xây dựng mới với 32 phòng học và các phòng chức năng được trang bị đầy đủ các trang thiết bị dạy và học, đáp ứng tốt việc triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Qua kiểm tra, đồng chí Nguyễn Long Biên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chúc mừng đội ngũ cán bộ, giáo viên, học sinh trường Trung học Phổ thông Nguyễn Trãi có cơ sở dạy và học mới khang trang hiện đại, đồng thời ghi nhận những nỗ lực của ngành giáo dục, đơn vị đầu tư dự án đã triển khai xây dựng cơ sở trường đảm bảo tiến độ cho năm học mới. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu trong thời gian tới, Sở Giáo dục và Đào tạo, các ban ngành liên quan tiếp tục quan tâm bố trí nguồn lực đầu tư các hạng mục phụ trợ, sân chơi, nhà thi đấu đa năng, phấn đấu đạt các tiêu chí trường chuẩn quốc gia vào năm 2025. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng lưu ý Ban giám hiệu nhà trường quan tâm công tác quản lý, bảo vệ tốt các trang thiết bị trường lớp học sau đầu tư để nâng cao hiệu quả sử dụng. Đội ngũ cán bộ giáo viên nhà trường tiếp tục nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đổi mới phương pháp dạy học hiệu quả, chú trọng công tác phòng chống dịch COVID-19, đảm bảo an toàn sức khỏe cho học sinh ngay từ đầu năm học mới. Với sự nỗ lực cùng truyền thống dạy và học tốt của trường Trung học Phổ thông Nguyễn Trãi qua các thời kỳ, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tin tưởng nhà trường sẽ tiếp tục gặt hái nhiều kết quả trong năm học mới 2022-2023. Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn vài ngày nữa, năm học mới 2022-2023 sẽ chính thức bắt đầu. Tại huyện miền núi Bắc Ái, nơi có trên 90% dân số là đồng bào Rắc Lai sinh sống, để chuẩn bị cho năm học mới 2022-2023, ngành giáo dục và đào tạo đã huy động nhiều nguồn lực đầu tư xây dựng, bổ sung, cải tạo, sửa chữa và đưa vào sử dụng 184 hạng mục cơ sở vật chất trường học, đảm bảo trang thiết bị dạy học, tích cực vận động học sinh đến lớp, đồng thời đẩy mạnh công tác tiêm vaccine phòng COVID-19, để ngày khai giảng năm học mới 5 tháng 9 tới đây sẽ là ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường. Trường tiểu học và trung học cơ sở Võ Văn Kiệt, xã Phước Chính, huyện Bắc Ái. Ngày đầu tiên đến trường của học sinh lớp 1, những gương mặt còn ngơ ngác, bỡ ngỡ đang được cô giáo hướng dẫn làm quen với chữ cái. Nhà trường đã tổ chức tuần đầu tiên là học tăng cường tiếng Việt cho các em. Các em được học về cách giao tiếp, cách chào hỏi, cách xưng hô với các bạn và cách chào hỏi thầy cô, học các âm vần đầu tiên để các em kịp thời để bắt được theo kịp vào chương trình học trong tuần đầu tiên. Phụ huynh cũng cố gắng đưa các em tới trường cho làm quen trường lớp, làm quen cái chữ cái, học thêm cái tiếng Việt cho cháu dạng dĩ chữ viết cũng như đến trường cho thuận hảo công việc học tập của cháu, rồi cho cháu làm quen với lại trước tiên làm quen cái chữ nét của tiếng Việt. Tại trường tiểu học Phước Đại B, xã Phước Đại, các thầy cô giáo cũng đang tất bật trang trí trường lớp, chuẩn bị cho ngày khai giảng năm học mới. Niềm vui của thầy và trò trường tiểu học Phước Đại B trong năm học mới này là được đầu tư một phòng thư viện mới đúng chuẩn với hàng trăm đầu sách, truyện tranh dành cho thiếu nhi. Năm nay thì trường đưa vào cái phòng này là phòng đọc để dành cho học sinh đến đây và
thoải mái, thích lựa chọn cái sách gì mình ưa thích đọc. Bên cạnh chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, hiện nay Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Bắc Ái phối hợp với chính quyền địa phương, các đoàn thể tăng cường vận động học sinh trong các nhóm tuổi tiêm vaccine mũi 2 đối với trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi và mũi 3 đối với học sinh từ 12 đến 17 tuổi. Cái biện pháp mà nhà trường sẽ thực hiện tiếp theo là sẽ đi thường xuyên và phối hợp với lại cái công tác xã loa đài thường xuyên, cộng thêm nữa là cô giáo chủ nhiệm sẽ đến thường xuyên. Ngày nào mà các em chưa ra lớp thì buổi trưa đó là các cô là đi đến từng nhà. Năm học 2022-2023, huyện Bắc Ái có 6.976 học sinh với 305 lớp. Toàn huyện có 362 phòng học, cơ bản đảm bảo thực hiện giảng dạy 2 buổi một ngày và đáp ứng cho công tác đổi mới chương trình giáo dục phổ thông mới 2018, một lớp một phòng. Ngoài ra, huyện còn đầu tư xây dựng, bổ sung, cải tạo, sửa chữa và đưa vào sử dụng 184 hạng mục cho các trường trong năm học mới. Bên cạnh chủ động khắc phục tình trạng thiếu sách vở cho học sinh, huyện Bắc Ái còn nỗ lực làm tốt công tác vận động, duy trì sĩ số học sinh đến lớp từ đầu năm học, cũng như xây dựng kế hoạch nâng cao chất lượng giáo dục cho học sinh miền núi. Thì ngành giáo dục mà đào tạo huyện Bắc Ái cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để bước vào năm học mới. Thì về cơ sở vật chất, thì đảm bảo cho các đơn vị trường học thực hiện 2 buổi trên ngày đối với các đơn vị trường học tiểu học và đảm bảo việc thực hiện cái chương trình giáo dục phổ thông 2018. Đến nay, công tác bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho hầu hết cán bộ quản lý giáo viên, nhân viên ở cả các cấp học đã được huyện triển khai xong. Từ ngày 22 tháng 8, toàn huyện đã huy động 769 học sinh lớp 1 đến lớp, đạt 98,2%. Hiện còn 14 em đang được các giáo viên tăng cường vận động. Đến ngày 5 tháng 9 tới đây, tất cả trẻ em trong độ tuổi đều được đến trường. Sáng nay, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2021-2022, triển khai nhiệm vụ năm học 2022-2023 đối với giáo dục tiểu học. Năm học 2022-2023, giáo dục tiểu học tiếp tục thực hiện kế hoạch tổng thể của ngành giáo dục thích ứng với tình hình dịch COVID-19, bảo đảm tổ chức dạy và học an toàn, chất lượng. Bảo đảm an toàn trường học, chủ động, linh hoạt triển khai chương trình kế hoạch năm học để phòng chống dịch bệnh và nâng cao chất lượng. Trong đó tập trung thực hiện chương trình phổ thông đối với lớp 1, lớp 2 và lớp 3, đồng thời xây dựng kế hoạch giáo dục đối với học sinh lớp 4 và lớp 5 theo định hướng phát triển năng lực học sinh để chủ động tiếp cận với chương trình giáo dục phổ thông năm 2018. Bên cạnh công tác dạy và học, ở bậc giáo dục tiểu học sẽ tổ chức các cuộc thi Em yêu lịch sử cấp tiểu học, giao lưu an toàn giao thông cấp tiểu học năm 2022-2023, cuộc thi Trạng nguyên tiếng Việt cấp tiểu học và khuyến khích học sinh tham gia cuộc thi sơ đồ tư duy dành cho học sinh tiểu học. Sáng nay, Trung tâm VNPT Ninh Thuận phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội thảo chuyển đổi số ngành giáo dục và đào tạo. Tại hội thảo, đại diện VNPT Ninh Thuận đã tham vấn cho ngành giáo dục và đào tạo tỉnh tổng quan về chuyển đổi số, giải pháp chuyển đổi số của VNPT, đề xuất lộ trình triển khai thảo luận các giải pháp thực hiện hiệu quả việc chuyển đổi số. Đây là dịp để ngành giáo dục và đào tạo hướng đến mục tiêu đưa dạy và học trên môi trường số trở thành hoạt động giáo dục thiết yếu hàng ngày đối với mỗi nhà giáo, mỗi người học. Đồng thời, đổi mới mạnh mẽ phương thức quản lý điều hành dựa trên công nghệ và dữ liệu, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý. Phấn đấu đến năm 2025, 100% cơ sở giáo dục áp dụng hệ thống quản trị nhà trường dựa trên dữ liệu và công nghệ số mà ngành đã đặt ra. Sáng nay, Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh tổ chức trao 17 suất học bổng cho học sinh bị bệnh tim, mỗi suất gồm 1 triệu đồng tiền mặt, 10 quyển vở và một số nhu yếu phẩm thiết yếu. Tổng giá trị hơn 20 triệu đồng do Quỹ Đầu tư Phát triển Ninh Thuận hỗ trợ. Các em học sinh bị bệnh tim được nhận học bổng đợt này là những tấm gương giàu nghị lực đã cố gắng vượt qua khó khăn, bệnh tật để vươn lên trong học tập. Thưa quý vị và các bạn, được quy hoạch xây dựng phân khu bố trí tái định cư cho người dân từ năm 2010. Tuy nhiên, sau hơn 10 năm đến nay, khu tái định cư Cà Đú, xã Thành Hải, thành phố Phan Rang Tháp Chàm vẫn thiếu nước sạch. Để có nước sử dụng, người dân chỉ còn cách từ bỏ tiền mua ống kéo nước và lắp đồng hồ nước cách nhà hàng trăm mét. Phản ánh của phóng viên thời sự. Có đất bị thu hồi để thực hiện dự án mở rộng khu công nghiệp Thành Hải. Năm 2010, gia đình ông Nguyễn Mung đã được bố trí đất ở
tại khu tái định cư Cà Đú, xã Thành Hải, thành phố Phan Rang Tháp Chàm. Về đây làm nhà, tuy nhiên ông Mung đã phải tự mua ống kéo nước về sử dụng vì khu dân cư chưa được đầu tư hoàn chỉnh hệ thống cấp nước. Cái đường nước mà về đây là không có, nhà nước không đầu tư. Để có nước thì mình phải kéo như xa như nào? Kéo xa khoảng đây khoảng gần 200 mét chứ. Ai biết có nước chạy chứ nước đâu chạy. Cũng như gia đình ông Mung, chuyển về khu tái định cư Cà Đú sinh sống từ năm 2010, gia đình anh Trần Văn Phú đã phải góp tiền với nhiều hộ khác mới đưa được đường nước sạch về dùng. Đồng hồ chính rất là xa, cỡ mấy trăm mét, cỡ 500 mét, nhiều hộ hùng lại, mới mua ống. Ở đây tái định cư mà nhà nước phải lo nước chứ, đúng không? Mà cái này tự túc, tự mua ống, kéo giờ. Khi mà họp cử tri, là bà con cũng xin yêu cầu là nhà chính quyền đề nghị nhà máy nước là bắt nước cho nhân dân. Nhưng mà cứ hứa thôi chứ không có. Hứa quý 1, rồi quý 2, rồi quý 3. Mà năm này đến năm nọ này mở mười mấy năm rồi, chẳng có gì hết. Số hộ cũng như bà con mà đến cái nơi ở mới thì tương đối là ít. Do đó là trong quá trình mà đầu tư thì cái nước nó chưa đảm bảo cho với cái số lượng lớn. Do đó thì nó ảnh hưởng một phần nào đó đến cái vấn đề sinh hoạt của bà con. Thì trên cơ sở ý kiến của cử tri trong thời gian qua, xã cũng đã có cái tổng hợp để đều kiến nghị lại thành phố, kiến nghị với các ngành, đối với ngành nước thì tiếp tục sẽ có cái khảo sát và giải quyết cho bà con cử tri trong cái thời gian đến. Trước ý kiến kiến nghị của người dân khu tái định cư Cà Đú về tại sao sau hơn 10 năm nay khu dân cư này vẫn chưa được đầu tư hoàn thiện hạ tầng cấp nước sạch, phóng viên Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận đã tìm gặp lãnh đạo công ty cổ phần cấp nước Ninh Thuận. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin từ phóng viên, lãnh đạo công ty đã tiến hành khảo sát thực tế về nhu cầu dùng nước sạch tại khu tái định cư Cà Đú, xã Thành Hải, thành phố Phan Rang Tháp Chàm để tiếp tục có hướng đầu tư. Do từ năm 2014 thì cái số lượng của bà con xây dựng nhà ở trong khu tái định cư này là tương đối ít, thưa thớt. Do vậy thì công ty cấp nước đã đầu tư vào một cái số đường chính, số đường ống chính. Thì hiện nay thì khu tái định cư bà con đã ở cũng tương đối đông. Do vậy công ty cấp nước sẽ khảo sát và thực hiện thi công lắp đặt cái đường ống cấp nước tới tận nhà cho bà con trong cái thời gian sớm nhất. Được biết, đến nay tại khu dân cư thuộc giai đoạn 2 của khu tái định cư Cà Đú, hạ tầng cấp nước sinh hoạt mới đầu tư được khoảng 40%. Thậm chí nhiều khu vực trong khu dân cư vẫn chưa có hệ thống cấp nước sạch. Thiếu hạ tầng cấp nước nên hiện khu dân cư này rất thừa thớt nhà cửa. Thưa quý vị và các bạn, tối ngày 30 tháng 8, bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận phản ánh tình trạng ngư dân xã Thanh Hải tích trữ dầu làm tăng nguy cơ cháy nổ. Sáng nay, Ủy ban nhân dân xã Thanh Hải đã tổ chức lực lượng kiểm tra chấn chỉnh. Sự vào cuộc ngay lập tức thể hiện tinh thần trách nhiệm của Ủy ban nhân dân xã Thanh Hải đối với sự an toàn của bà con ngư dân và cho cả các khu dân cư. Tuy nhiên, để giải quyết rốt ráo vấn đề này, một mình Ủy ban nhân dân xã Thanh Hải là không đủ mà còn có sự phối hợp với các cơ quan chức năng. Mặc dù ngư dân xã Thanh Hải tích trữ dầu chỉ là sự việc nhất thời, nhưng rất nguy hiểm, nguy cơ cháy nổ luôn rình rập. Do vậy, lực lượng công an xã Thanh Hải đã tuyên truyền nhắc nhở ngư dân không được dự trữ dầu trong nhà và hướng dẫn kiến thức cơ bản, trang bị dụng cụ phòng cháy chữa cháy. Mình mua thứ đó mình ngừa phòng cháy không có đâu mà sợ. Bác sĩ không mua mình bỏ mình đi bỏ trong nhà không có đâu. Thì sự cố thì có mình chỉ phòng chữa cháy. Chiếc tàu 167 Phúc Nhàn có công suất 829 cv, trị giá 13 tỷ đồng. Mỗi lần ra khơi mang theo từ 1.000 đến 1.200 lít dầu và gần 20 bạn thuyền. Thế nhưng công tác phòng cháy chữa cháy trên tàu chưa được quan tâm đúng mức. Mặc dù hầm máy rộng rãi, nhưng hệ thống điện được chấp nối sơ sài. Tàu có trang bị 6 bình chữa cháy nhưng lại để trong hầm hậu cần. Khi kiểm tra, chủ tàu lục lọi mãi vẫn không lấy được bình chữa cháy. Theo kinh nghiệm thôi chứ mình cũng đâu có tập huấn gì đâu. Con tàu gỗ này có công suất 200 cv, không gian chật hẹp, trong hầm máy dầu, nhớt, đổ ướt cả sàn tàu. Dầu dự trữ chứa trong canh nhựa nằm sát hệ thống máy. Bếp ga được đặt ngay cửa hầm máy. Nguy cơ cháy nổ rất cao, nhưng trên tàu không hề có thiết bị phòng cháy chữa cháy. Khi được lực lượng chức năng chỉ ra nguy cơ cháy nổ, chủ tàu mới nghĩ đến việc khắc phục.
Đó mấy bữa nó có mất điểm về rồi bây giờ để mua cái khác điểm xuống chứ nó bị kẹt cái đồ bếp đó, nó xét không có để lâu quá không sử dụng đó. Nó hư. Hiện nay xã Thanh Hải có 248 tàu thuyền. Thế nhưng người dân vẫn rất chủ quan với công tác phòng cháy chữa cháy. Chỉ có các tàu được đóng theo chương trình 167 có trang bị bình phòng cháy chữa cháy. Phần lớn các tàu còn lại chưa được trang bị. Người dân chỉ dựa vào kinh nghiệm chứ chưa được tập huấn kỹ năng phòng cháy chữa cháy. Ý thức của người dân qua cái vấn đề mà phòng cháy chữa cháy là rất là thấp, không đảm bảo. Vì một số cái bình chữa cháy là đã hư, hỏng và cũng chưa có bố trí mới. Địa phương cũng đã chỉ đạo cho ban công an phối hợp với lại ban quản lý các thôn đi đến từng nhà để tuyên truyền, vận động trong bà con phòng chống cái công tác mà chủ động trong cái việc phòng chống công tác phòng cháy chữa cháy, và cũng đã cho bà con cam kết trong cái việc thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy tại từng hộ gia đình. Sắp tới thì địa phương cũng sẽ phối hợp với lại các ngành chức năng tiếp tục là tổ chức các cái lớp tuyên truyền về công tác phòng cháy chữa cháy đến từng hộ dân cũng giống như là đến từng các cái đơn vị thuyền. Đã có nhiều vụ cháy nhà, cháy tàu thuyền ở các tỉnh thành trên cả nước, nhưng hình như đó chưa phải là bài học cho ngư dân xã Thanh Hải. Đây có là thực trạng chung của ngư dân trong tỉnh. Để giảm thiểu nguy cơ cháy nổ, lực lượng chức năng cần tăng cường kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy trên các tàu cá và mở các lớp tập huấn kỹ năng phòng cháy chữa cháy cho ngư dân. Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Ninh Thuận, tính đến ngày 31 tháng 8 năm 2022, toàn tỉnh đã tiêm 1.564.083 liều, trong đó người từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi tiêm mũi 2 đạt 82%, người từ 12 đến 17 tuổi tiêm mũi 3 đạt 42,2%, người từ 18 tuổi trở lên tiêm mũi 3 đạt 93,2%, trong đó người từ 50 tuổi trở lên tiêm mũi 3 đạt 97,9%, nhóm người tiêm vaccine nhắc lại lần 2 mũi 4 đạt 87,6%, theo nhóm đối tượng nguy cơ. Bên cạnh các địa phương có tỷ lệ tiêm chủng đạt cao, vẫn còn địa phương đạt thấp. Cụ thể, đối với người từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi, địa phương có tỷ lệ tiêm đạt thấp. Thành phố Phan Rang Tháp Chàm 68,2%, huyện Thuận Bắc 78%. Đối với người từ 12 đến 17 tuổi, địa phương có tỷ lệ tiêm mũi 3 đạt thấp. Huyện Bắc Ái 24,7%, huyện Ninh Sơn 31,5%. Đối với người từ 18 tuổi, địa phương có tỷ lệ tiêm mũi 3 đạt thấp, huyện Ninh Phước 85,8%, thành phố Phan Rang Tháp Chàm 89,1%. Nhóm người tiêm vaccine nhắc lại lần 2, mũi 4, địa phương có tỷ lệ đạt thấp, huyện Ninh Phước 10,9%, huyện Thuận Nam 13,8%. Chương trình thời sự buổi 19 giờ 45 phút hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Sau đây, mời quý vị và các bạn theo dõi những thông tin dự báo thời tiết.